Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tối 15 tháng 5, ông Nguyễn Đức Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xác nhận. Đơn vị đang tiếp nhận, điều trị cho gần 100 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cho biết, gần 100 bệnh nhân đều là công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Trang Việt Nam, thuộc khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Theo lời kể của những công nhân, vào buổi chiều có khoảng 500 công nhân ăn bánh đa cua tại công ty. Tuy nhiên sau đó gần 100 người xuất hiện các biểu hiện nôn ói, đau bụng và nhập viện. Ông Phước nói, qua lời kể của công nhân, chúng tôi nghi ngờ họ bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể như thế nào thì vẫn cần lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Trang Việt Nam có khoảng 1.200 công nhân. Đây là một trong những công ty sản xuất đồ điện dân dụng được thành lập vào năm 2019. Trước đó, ngày 1 tháng 5, trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, khiến hơn 500 người nhập viện. Cụ thể, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy. Các bệnh nhân cho biết, tất cả đều ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì B, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trong khoảng từ chiều đến tối ngày 30 tháng 4. Sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau bụng thì một số người đã tự mua thuốc uống nhưng vẫn không khỏi. Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cấy phân tìm tác nhân gây ngộ độc trên 29 mẫu bệnh phẩm do các bệnh viện và viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, ghi nhận 16 trên 29 mẫu dương tính đồng thời với hai chủng vi khuẩn Salmonella và Ecoli. 9 trên 29 mẫu dương tính với vi khuẩn Ecoli. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì băng phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh khi vụ ngộ độc xảy ra, ghi nhận 4 trên 8 mẫu thực phẩm gồm pate làm từ gan heo và mỡ heo, thịt heo đã qua chế biến, trả lụa Dưa muối chua có vi khuẩn Salmonella. Đại diện Sở Y tế Đồng Nai cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh có liên quan đến vi khuẩn Salmonella.